Thương mại điện tử Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ và trở thành cấu phần quan trọng của nền kinh tế số tại Việt Nam. Doanh số thương mại điện tử bán lẻ có mức tăng trưởng trung bình khoảng 20% trong 10 năm qua, đưa Việt Nam lọt top những quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất khu vực và thế giới. Nhằm tạo cơ hội cho gần 1.500 doanh nghiệp Việt Nam kết nối các ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn như nhà cửa, nhà bếp, sản phẩm sức khỏe và chăm sóc cá nhân, may mặc và làm đẹp. Hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2024, tinh hoa hàng Việt, cất cánh toàn cầu do Amazon Global Selling Việt Nam phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa được tổ chức tại Hà Nội. Thương mại điện tử ở Việt Nam mình thì có cái tốc độ tăng trưởng khá là cao trong thời gian vừa qua. Đó, cái thương mại điện tử bán lẻ trực tuyến trong thời gian vừa qua tăng trưởng đâu đó từ 16 đến 30% qua 4-5 năm vừa rồi. Đó, và đây cũng là một trong những cái tốc độ tăng trưởng có thể nói là nhanh hàng đầu của thế giới. Thế thì ở khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam hiện nay đứng thứ 3 sau Indo và Thái Lan về cái gọi là cái giá trị bán lẻ trực tuyến thông qua các cái nền tảng giải pháp. Thế còn đối với lại thương mại điện tử xuyên biên giới thì chúng ta thấy là hiện nay nó cũng là cái xu hướng tất yếu. Đó, nhiều các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam chúng ta hiện nay đã tham gia được cái sân chơi này. Đó, đã có được những cái đơn hàng mang lại cái doanh số cho doanh nghiệp và từ đó thì cũng là nâng cao được cái năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam mình trên thị trường thế giới. Thị trường thương mại điện tử toàn cầu được dự báo sẽ có những bước tăng trưởng mạnh mẽ với mức doanh thu dự kiến đạt 7,4 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, cùng với các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp thâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu. Sau 5 năm triển khai xuất khẩu trực tuyến qua Amazon, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng mở rộng phạm vi kinh doanh quốc tế, với số lượng sản phẩm bán ra tăng trên 300% trong 5 năm qua. Cùng đó, thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng thành công của doanh nghiệp Việt. Chương trình mới của chúng tôi là thúc đẩy cất cánh thương mại điện tử Việt Nam, tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm ươm mầm nguồn nhân lực thương mại điện tử xuyên biên giới cho Việt Nam, thúc đẩy mạng lưới cung cấp dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới, kết nối và tăng cường nội lực cho sản xuất địa phương, quảng bá thương hiệu Việt ra thế giới. Tại sự kiện này, đại diện các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp và các chuyên gia đã chia sẻ, thảo luận về xu thế thương mại điện tử trên thế giới, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu thông qua sàn thương mại điện tử Amazon. Cũng tại hội nghị, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Amazon Global Selling Việt Nam đã công bố giai đoạn 2 của chương trình Thương mại điện tử xuyên biên giới, kỷ nguyên bứt phá thông qua công bố sáng kiến liên kết ngành nghề, tăng trưởng cùng thương mại điện tử xuyên biên giới. Chương trình sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành hàng quan trọng để cùng nhau thúc đẩy, tăng cường năng lực thương mại điện tử xuyên biên giới cho các ngành hàng đầu tàu trong xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp thành viên của các hiệp hội ngành hàng này phát triển và thành công với thương mại điện tử toàn cầu.